Xin các bạn, mình là Duy Phạm và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lotto Z. Và trong tầm tiền 17-18 triệu hiện tại thì có rất nhiều máy Lotto Gaming khác nhau. Và cũng rất nhiều anh em băn khoăn không biết lựa chọn chiếc máy nào, thì mình thấy ở trên channel Lotto AZ có rất nhiều các bạn đề xuất so sánh hay là review về hai chiếc TOF A15 và MSI Bravo 15. Thì hai chiếc máy này có rất là nhiều ưu và nhược điểm khác nhau. Và trong video này hãy cùng mình tìm hiểu về những ưu và nhược điểm, về tản nhiệt, về thiết kế, về chất lượng hoàn thiện và về khả năng nâng cấp. Có rất nhiều yếu tố mà khiến cho hai chiếc máy này cực kỳ hấp dẫn anh em, và đặc biệt là anh em game thủ ấy. Và để xem đâu là chiếc máy phù hợp với các bạn nhất nhá. Và ok, anh em hoàn toàn có thể tham khảo hai mẫu máy này tại cửa hàng Lotto AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm của hai chiếc máy này mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo mức giá chính xác nhất nhá. Và bây giờ thì bắt đầu tìm hiểu về hai mẫu máy này thôi. TOF A15 và MSI Bravo 15 nhá. Ngoại hình thì có lẽ là anh em cũng đã quá quen mặt với hai sản phẩm này rồi. Mình không muốn quá đi sâu về thiết kế, thì nói chung qua về thiết kế thì TOF A15 thì nghiêng rất nhiều về sự cá tính, mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế quân sự. Anh em thấy đằng sau mặt lưng thì chúng ta có 4 cái đinh tán giả đây, tạo cảm giác mạnh mẽ và cá tính. Cùng với đó là logo TOF được dập chìm, nhìn rất đẹp và có cá tính. Còn về cái phần mặt lưng kim loại này thì mình thấy là cảm giác sờ rất là phê luôn. Còn với MSI Bravo 15 này chúng ta có gì? Chúng ta có một họa tiết phay sức dọc từ trong ra ngoài, từ phần mặt lưng cho tới phần chiếu nghỉ tay bên trong. Và ngoài ra thì ở mặt lưng chúng ta có logo hình phượng hoàng mắt rực cháy cả lên, và để biểu thị cho đây là dòng sản phẩm sử dụng CPU và cả đồ họa của AMD, của thương hiệu MSI ấy. Và đương nhiên rồi, hai sản phẩm này thì đi đến hai cái triết lý thiết kế có thể gọi là khá là khác nhau, khi mà A15 thì hướng đến sự nổi bật, còn Bravo 15 thì hướng sự tối giản và sự lịch thiệp. Về bên trong của máy thì sao? Thì hai bên chiếc máy này đều có viền màn hình mỏng. A15 thì chúng ta có viền màn hình mỏng ở hai cạnh, viền trên sẽ dày một chút là nơi đặt webcam và micro thoại. Trong khi chiếc Bravo 15 thì chúng ta cũng có viền màn hình mỏng và cũng có webcam và micro thoại được đặt ở trên. Nhưng mà viền trên của Bravo 15 thì lại hơi dày hơn so với cả A15. Và ở phần chiếu nghỉ tay bên dưới thì chúng ta cũng có những cái họa tiết được phay xước. Nhưng mặt lưng, xin lỗi bạn, là mặt chiếu nghỉ tay của Bravo ấy thì họ đã làm kim loại, trong khi A15 thì họ làm nhựa. Thế nên là cảm giác sờ lên thì mình thấy là Bravo tạo cảm giác cao cấp hơn. Còn với A15 thì mình thấy là nó hơi bị rẻ tiền một chút. Nói chung là về thiết kế của hai chiếc máy này thì có lẽ là anh cũng không muốn đề cập quá sâu nữa. Hai chiếc máy này mình sẽ để cho anh em tự đánh giá đâu là chiếc máy phù hợp nhất với bản thân nhé. Về độ dày của máy thì sao? Thì độ dày và độ mỏng nhẹ thì anh em có biết rồi đấy, là Bravo thì rất là nổi tiếng với sự mỏng nhẹ và dày của sản phẩm. Và khi mình đặt cạnh chiếc A15 thì mình thấy là độ dày của hai chiếc máy này gần như tương đương nhau, nhưng mà Bravo thì vẫn mỏng hơn. Cùng với đó là về chiều ngang thì mình thấy là Bravo cũng nhỏ gọn hơn rất là nhiều so với cả là A15. Anh em thấy là phần đây A15 sẽ nhô ra một chút. Nói chung là về tính di động thì mình sẽ đánh giá cao cho chiếc Bravo 15 này hơn. Và với cân nặng của hai chiếc máy thì chiếc Bravo có cân nặng là 1,9, còn với ước trình của mình trên chiếc A15 thì sẽ là khoảng là 2,2. Thế nên là về trọng lượng và tính di động thì mình nghĩ là chiếc A15 chắc chắn sẽ thua thiệt một chút so với cả MSI Bravo 15. Ok, đó là về cái tính di động của hai sản phẩm. Còn về những yếu tố như là hoàn thiện bàn phím touchpad của hai chiếc máy này thì A15 lại làm rất tốt, và thậm chí là làm tốt hơn rất nhiều so với những gì mình đã mong đợi nếu mà so với cả Bravo 15. Nghe thì có vẻ là hơi dìm chiếc Bravo 15 lắm, nhưng mà về chất lượng thiện của hai máy này đi thì cái độ cứng cáp của A15 nó nhỉnh hơn khoảng 1 điểm so với cả TOF A15. Cầm máy lên thì A15 có phần hơi lóng bóng, hơi nhẹ một chút. Còn TOF A15 thì cầm lên cũng khá là cứng cáp và cảm giác là khá an tâm. Về bản lề của máy thì có lẽ là hai điểm mà chúng ta cũng rất là quan tâm. MSI Bravo 15 có bản lề mập mở rất là nhẹ nhàng. Thế nên là cũng nhiều anh em cũng băn khoăn là không biết là bản lề này sau một thời gian dài sử dụng có ổn hay không. Còn với chiếc Bravo, xin lỗi bạn, là A15 thì chúng ta có một cái bản lề phải gọi là rất là chắc. Thế nên anh em không thể mở máy một tay. Đấy, anh em thấy không? Mình phải mở máy bằng hai tay thì chắc chắn là mới mở được. Nói chung là về độ an tâm thì mình nghĩ là A15 sẽ có cái bản lề cho trải nghiệm tốt hơn. Và lúc nãy mình đã nói bàn phím và touchpad của A15 cũng đã làm tốt hơn rồi. Đầu tiên là bàn phím của A15 có hành trình gõ sâu, nảy, bàn phím full size luôn, rất là tiện lợi. Cùng với đó là đèn red RGB một vùng chuyển màu liên tục, nhìn khá là đẹp luôn.
Còn touchpad của A15 thì cũng làm rất tốt luôn, khi mà chúng ta có một touchpad mịn cùng với đó là hai phím bấm tách rời êm ái và được hoàn thiện một cách tỉ mỉ. Trong khi chiếc MSI Bravo thì mình không biết tại sao hãng đã phải hy sinh cái hành trình phím gõ khá là nông. Tuy nhiên thì điểm cứu cánh cho bàn phím này là về đèn LED. Dù đèn LED màu đỏ thôi, không phải RGB, nhưng mà đèn LED này được làm rất là mịn, nhìn rất là cao cấp và cảm giác là cái LED này không bị rẻ tiền so với cả A15. A15 mình thấy là đèn LED hơi gắt một chút. Còn touchpad là điểm trừ rõ ràng nhất trên chiếc Bravo 15, khi mà touchpad có phần hơi lùng bùng. Hai cái phím bấm của touchpad thì nó không được làm chắc chắn sao lắm. Hy vọng là ở phiên bản năm sau hãng sẽ tiếp tục cải thiện cái touchpad này hơn. Về ba yếu tố lúc ấy mình đã nói thì A15 đã làm rất tốt rồi. Vậy thì trong cái tầm tiền này 17-18 triệu thì Bravo 15 liệu có chất lượng hiển thị tốt hơn hay không? Thì cả hai chiếc máy đây mình đều là Full HD IPS. Chất lượng hiển thị màu sắc là tương đương nhau với khoảng 64% sRGB, 46% Adobe RGB. Một chiếc thì độ sáng khoảng 260 và một chiếc thì độ sáng khoảng 270. Nói chung là về chất lượng hiển thị về màu sắc thì gần như là không quá chênh lệch. Còn nếu mà về với tần số quét thì A15 mặc định sẽ có tần số quét 144Hz cho mọi phiên bản. Trong khi MSI Bravo 15 các bạn sẽ lựa chọn những phiên bản là từ 60Hz, 120Hz hoặc 144Hz. Tuy nhiên thì ở thị trường Việt Nam mình có thử Google thì mình thấy là bản 60Hz được bán rộng rãi, còn phiên bản tần số quét cao thì mình thấy lại không rộng rãi cho lắm. Nói chung là về màn hình thì mình nghĩ là A15 sẽ dễ tiếp cận hơn cho nhiều người. Đó là về màn hình của máy. Vậy thì hiệu năng của hai chiếc máy này ra sao? Chúng ta đều có hai chiếc máy sử dụng CPU của AMD là Ryzen 5 4600H. Tuy nhiên card đồ họa của chiếc máy này thì khác nhau nhé. Đây là chiếc A15 thì sẽ sử dụng là card đồ họa 1650, còn MSI Bravo 15 thì sẽ sử dụng là card đồ họa của AMD với mã RX 5300M. Hai card đồ họa này thì chênh lệch nhau khoảng 1GB RAM. RX 5300M sẽ có khoảng 3GB, còn 1650 sẽ có khoảng 4GB. Cùng với đó là dung lượng RAM trên máy thì mình đều sử dụng là 8GB RAM hết. Vì vậy nên là điểm khác nhau duy nhất sẽ là card đồ họa. Và mình có test qua tựa game World War Z, một tựa game được ưu ái rất nhiều cho chiếc MSI Bravo 15 này hơn, tại vì là được tối ưu tốt cho cả AMD. Thì mình thấy là hiệu năng của MSI Bravo 15 lại không được ngon như mình mong đợi, mà hiệu năng của A15 lại cho ra tốt hơn ở bài benchmark của World War Z. Và nhiệt độ của hai máy thì mình thấy là A15 hơi nóng hơn một chút, còn chiếc MSI Bravo thì có thể thấy là khá là mát. Nhưng mà tiếng quạt của hai chiếc máy này thì có thể gọi là tương đương nhau. Cơ mà nói thật, MSI Bravo 15 vẫn phải tiếng to hơn một chút, tại vì công nghệ cool lực boost trên máy thì kêu rất là ồn. Có lẽ đây là điểm mà chúng ta phải đánh đổi cho một hiệu năng tốt cùng với là một chiếc máy có hệ thống tản nhiệt tốt, nhiệt độ lúc nào mát mẻ. Thì mình thấy là MSI Bravo 15 đã làm rất tốt về phần hiệu năng và tản nhiệt rồi. Về khả năng nâng cấp của hai chiếc máy này thì sao? Hai chiếc máy đều có khả năng nâng cấp nói chung là khá tiêu chuẩn. Khi mà A15 sẽ có hai khe RAM, một khe 2.5 và một khe M2. Trong khi Bravo 15 lại hướng đến tương lai hơn, khi mà chúng ta sẽ không có khe 2.5 để anh em nâng cấp HDD hoặc là SSD loại 2.5 nữa, mà chúng ta sẽ có hai khe M2 NVMe cùng với đó là hai khe RAM để anh em nâng cấp. Nói chung là về khả năng nâng cấp thì tùy anh em lựa chọn thôi. Anh em thích khe 2.5 để đựng HDD rẻ tiền hơn ấy thì chắc chắn là A15 sẽ là lựa chọn. Còn nếu Bravo 15 thì anh em có tiền, anh em có dư giả tài chính thì hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này với hai khe M2 NVMe. Về thời lượng pin và loa thì hai chiếc laptop gaming này đều cho thời lượng sử dụng khoảng 2-3 tiếng. Nhưng MSI Bravo 15 đã làm tốt hơn khi mà chiếc máy này chỉ sử dụng màn hình 60Hz thôi, còn A15 sẽ phải sử dụng màn hình là 144Hz. Và đương nhiên rồi, màn hình tần số quét cao thì sẽ tốn điện hơn. Và tất nhiên là chiếc MSI Bravo 15 cho thời lượng sử dụng vào khoảng 2.5-3 tiếng, còn A15 sẽ vào khoảng 2 tiếng. Thế nên là mình nghĩ là với tính di động tốt cùng với thời lượng pin ok hơn một chút thì mình nghĩ là MSI Bravo 15 sẽ là sự lựa chọn rất tốt cho anh em nào mà không muốn mang chiếc sạc cực kỳ nặng của chiếc máy này. Về loa thì mình thấy là hai chiếc máy này cũng có hai giải loa tương đương nhau. Giải âm trầm thì gần như là không có, còn giải mid và giải chép thì xử lý gọi là tạm đủ. Tuy nhiên thì MSI Bravo 15 mình đánh giá loa tốt hơn, tại vì là giải mid đè hơn rất là nhiều. Thế nên là nghe tiếng chân hay là nghe tiếng súng nghe là đanh hơn, nghe nó rõ hơn. Và anh em chắc không phải dùng tai nghe khi mà sử dụng nữa. Còn với A15 thì mình nghĩ là hai giải âm kia chưa là tốt cho lắm. Nói chung về loa mình sẽ nghiêng cho MSI Bravo 15 một điểm. Tổng kết lại, hai chiếc máy này thì mình thấy hướng đến hai đối tượng rất là cụ thể rồi. Thế A15 thì hướng đến anh em chơi game hardcore, màn hình tần số quét cao, hiệu năng tốt cùng với card đồ họa có tích 1650 4GB RAM thì mình nghĩ sẽ rất ok cho anh em nào chiến game hardcore trên chiếc máy này. Còn với MSI Bravo 15 thì mình nghĩ là hướng đến anh em nào thích một chiếc máy có hiệu năng cao,
tản nhiệt tốt, cùng với đó là tính di động cực kỳ ổn định. Mình thấy chiếc máy này có tính di động rất là tốt, cân nặng cũng rất là nhẹ nữa, thế nên là rất phù hợp anh em nào muốn mang lên trường hay là mang đến công sở mà muốn tiện lợi hơn, thì mình nghĩ là MSI Pro 15 là một sự lựa chọn rất ổn luôn. Nói chung là hai chiếc máy này đều hướng đến đối tượng rất là khác nhau rồi. Và liệu anh em sẽ là đối tượng của chiếc máy nào thì anh em hãy comment ở phía dưới bình luận xem anh em thích chiếc máy nào hơn nhé. Và với cá nhân mình sẽ lựa chọn chiếc A15 vì MSI Bravo 15 đang gặp khá là nhiều những cái điểm mình không thích. Đầu tiên là chất lượng hoàn thiện của máy hoàn toàn có thể làm tốt hơn, mặc dù chiếu nhìn tay kim loại hay mặt lưng kim loại nhưng mà vẫn không tạo cảm giác cứng cáp và chắc chắn cho lắm. Cùng với đó là bản lề của máy thì vẫn chưa thực sự làm mình an tâm. Vậy thì anh em nghĩ sao về hai chiếc máy này thì hoàn toàn có thể comment phía dưới phần bình luận. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ. Và nếu anh em muốn tham khảo hai máy này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ nhá, với mã giảm giá AZ300. Link sản phẩm và mã giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo.